nghe cô giáo gọi điện nói con bị đau bụng, ông bố tức tốc phi xe đến trường đón. Nhưng đến nơi thì thấy có gì đó sai sai. Ủa gì vậy? Theo đó đang yên đang lành, bỗng ông bố nhận được cuộc gọi đến từ cô giáo của con với nội dung: anh mau vào trường rước bé, bé nói bị đau bụng muốn được về sớm. Nghe thấy con bị bệnh, ông bố bật tốc hành chạy ngay tới trường để đón con. Thế nhưng khi đến cổng trường nhìn vào trong sân, ông bố đã phải thở dài một hơi. Khi thấy cậu bé gương mặt tươi tỉnh, sắc diện hồng hào, miệng nở nụ cười, vẫy tay chào bạn, lại còn hát hò suốt dọc đường về, thiếu mỗi nhảy chân sáo vui mừng vì được ra về sớm. Mặc dù biết được chiêu bài của cậu bé, tuy nhiên ông bố vẫn bình tĩnh thăm hỏi con trai đang bị thế nào. Con bị gì? Đâu vui vậy? Con có lại. Con bị gì mà con xin tôi vậy? Đau bụng sao ngồi nói chuyện giỡn với bạn nữa? Màn diễn xuất đỉnh cao của cậu bé đã khiến cho nhiều người ngã mũ bái phục. Nhiều người còn đề xuất cho cậu bé tham gia làm diễn viên chính trong chuỗi dự án phim đang nổi đình nổi đám của Lý Hải. Một số bình luận được dân mạng để lại: sức mạnh của tình thân đó, gặp ba đến rước là hết đau bụng liền à. May mà kịp đổi vai, không thôi là bị bắt vô học tiếp rồi. Đáng ra là hết đau bụng rồi, tự dưng nhắc chi cho người ta nhớ đau tiếp nè. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.